Còn đâu đây tiếng gió mưa phi mà gỡ con tàu lụt sông bờ xa, nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều. Bây giờ chiều dòng phương nam ngoan đồng đi thủy chiều, dậu chạy qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc bể dâu, mấy dân cho đời bài tình ca đất phương nam. Đó, tới bển luôn. Hát hay quá, mình hát hay vậy mình thua đó. Rồi, luật chơi nào cũng có người làm chủ, và người làm chủ là ai? Là tôi. Tôi. Đi thằng Hoàng coi. Về trước. Bữa nay bà chủ tiệm vàng nè. Đủ các món mà về trước, tại sao thì thua? Mình dư có nghĩa là có những thứ mình không có cần tới mà mình lấy thêm thì có sao? Không có được, dư. Chủ đầu sao nói vậy đây? Ta đầu nói vậy sao giờ trời. Mẹ đi học đó, đây mày đi học á, kêu mày làm có 5 câu à, xong cái tự nhiên mày làm câu biết xấu rồi sao? Trời ơi, bên đây á là làm MV nghe hát bài đó được không? Nam, hay không? Lạc đề á, vậy mới thua đó. Lạc đề, đội chiến thắng là đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Lạc đề, đội chiến thắng là đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không. Thử thách này rất là đơn giản. Hai đội, mỗi đội sẽ lên một cái xuồng. Rồi mỗi đội sẽ có được 4 cái rổ. 4 cái rổ này mình phải đi chèo xuồng. Chèo xuồng. Cái gì mà giấc bèo là cho vịt ăn nha. Ta đi hái rau. Rau đầu tiên đó là rau dừa nè. Cái thứ hai là lục bình. Cái thứ ba là rau muống. Cái thứ tư là đọt dương sĩ. À, mình hái đủ 4 loại rau đó. Đội nào về trước, đội đó chiến thắng. Rau dừa nó như thế nào ta? Mày biết cây dừa không? Rau dừa y như cây dừa vậy đó. Là đem mình bứng nguyên một cây dừa luôn. Đúng rồi. Nó nghe là bắt đi hái rau dừa mà không biết rau dừa là gì luôn á. Rau dừa là cái gì? Mình chiếu hình trước cái cho coi được không? Xin giới thiệu với các em, rau dừa nước hay còn có tên thủy long là loại cây mọc bò ở ao hồ đầm lầy, có thể ăn được và rất tốt trong việc điều trị nhiều loại bệnh. Thì ra là cái rau đó. Hay thật sự. Sư phụ tôi xuất hiện liền ha. Quá hay luôn. Và bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ xuống xuồng và bắt đầu thử thách hôm nay. Rồi. Rồi mình xuống đâu? Mình xuống đâu? Mình xuống đâu? Xuống đi. Đại đi, xuống đại đi. Hưng anh ngồi được đây ha. Cho anh ngồi cái. Dạ. Nè, ngồi đây nè. Con nhờ chú nha chú ơi. Dạ, tăng tốc chú ha. Sẵn sàng. Go! Let's go. Tí hổ. Giờ hướng hướng nào vậy vậy con? Cho trước thôi con. Đợi luôn. Dạ. Dạ. Đợi luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi. Trời ơi. Ngoại chèo đò điêu luyện quá. Ủa mình hái rau gì ta? Lục bình. Lục bình. Lục bình nè. Lục bình cái nào ăn được mới được nha. Hái già quá là không tính điểm nghe. Là lục bình là ngó lục bình phải không? Đúng rồi. Là sao? Là cái nào mới đúng? Cái ngó nó là cái cọng non đó mà nó mọc ra cái cây mới á Lập. Cọng non mọc ra cây mới? Anh là phe đối thủ sao anh chỉ tôi? Cọng non mọc ra cây mới? Hả? Anh là phe đối thủ sao anh chỉ tôi? Nhà dương sĩ nè. Rau dừa nè. À rau dừa nè không anh? Đúng rồi đúng rồi. À. Nhặt hai chứ hai chứ. Hai được hai đi cho rồi chứ. Mình hái. Ủa cái đó là rau gì vậy chị? Dừa. Rau dừa đó, hái rau dừa đi. Rau dừa nè. Đây, chỗ này nè. Này rau dừa đúng không chú? Mình hái đọt thôi đúng không? Ừ. Rau dừa. Wait a minute. Oh no. Tí. Cái thường quá mới quay phim á đẩy mình quá. Rồi vừa đủ rồi. Rồi đi nha, tiến lên nha. À dạ rồi. Đi. Tao vừa đủ rồi nha, không hái nữa nha. Lục bình thôi. Dạ. Bình thường là mấy cái số trước con thấy ngoại chơi ăn gian lắm mà sao bữa nay ngoại chơi chính nhân quân tử quá vậy? Hôm nay rằm con ơi. Hôm nay rằm hả? Ừ, rằm đúng đó. Rằm là mình chơi đàng hoàng. Thôi mình chơi ăn gian luôn đi cho người ta nể. Đội nào chơi ăn gian đội đó tính thua. Đội nào chơi ăn gian đội đó tính thua. Đâu có gì đâu, ai đâu chơi ăn gian đâu trời. Nghe rõ ràng ăn gian cái gì đó. Không hề. Người ta vẫn còn nể không, người ta hái đúng rau nè. Tiếp theo là lục bình. Rồi mình hái sao chú? Đây. Bám vô rồi. Dạ. Ok. Trời ơi. Ok. Trời ơi.
Trời ơi, ngoại xông xáo quá. Đây ngó Lục Bình quá trời nha. Đây rồi, đây ngon đây. À, đây nè, đây nè, đây nè. Nè, Lục Bình là con quỷ. Trời ơi, không có phải, ngoài ơi ngoài. Sai rồi. Thấy chưa, già rồi đó, nè nè nè. Rồi đó, nè nè nè. Dây nè, đó, đó. Nó già, cảm ơn chú. Đây đó. Này non. À, non thì cái màu nó xanh hơn. Trời ơi, nó nghiêng dữ rồi anh Hà ơi. Không có sao hết trơn á. Trời ơi, bây giờ em phải nghiêng qua bên đây. Em chỉ còn cách em hái như thế này thôi. Lục Bình là phải ăn cả củ vậy nè, nó mới tốt cho sức khỏe chứ ai ăn có một đọt. Anh Lập ơi, anh Lập, anh lấy về anh đăng vỏ gì anh lấy hết vậy? Không có cái thế để hái, hiểu không? Bây giờ nè, chú với lại ngoại nghiêng về một phía rồi thì anh phải đi qua bên đây. Thì bây giờ anh nghiêng về một phía luôn rồi, tất cả mọi người đều một phía luôn. Đó rồi xong rồi là cuối cùng là cùng một phía, cuối cùng là nằm dưới cái sông này đó. Ăn được nhiều chưa? Em được chưa em nè? Đó, đủ rồi nè. Đủ chưa? Đủ chưa? À đội mình nếu mà mình phải tự làm nha. Cái nào mà của chị đó làm là mình bị lỗi gán chịu nha. Rồi. Trời ơi, camera thì để 24/24 không có chạy được đâu đâu nghe. Đừng làm cho nói. Nó nói mình ăn gian. Rồi, cá chèo đi, cá chèo đi. Được rồi. Ai Dương nha nha. Chúng tôi đã gần đủ rồi. Trời ơi, trời, 4 lội rồi. Trời, người ta 4 lội rồi kìa. Để mẹ người ta. Lẹ lên. Thôi chạy theo. Ta dùng cái đây. Thôi. Chết rồi, không lấy được. Nhớ nha, mình bỏ vô rổ. Phải đầy dung một cái rổ mới được tính nha. Đầy dung mới được, ngoại chưa đủ nha. Giờ nè, ngoại lựa ra giùm con đi ngoại. Không phải. Ôi trời ơi. Công tình của con lấy từ nãy tới giờ. Nè, nè, cái này non này đó, nó non này đó. Nhìn thấy là biết rồi. Chỉ cái là biết liền nè. Bây giờ đến cái gì vậy? Không lấy lại được luôn. Đâu muốn. Bye bye tụi em. Dương sĩ đâu muốn. Dương sĩ đâu muốn. Ôi mình nhanh như thùng máy luôn anh. Người ta vang này mình từ từ kìa. Mưa vẫn trong đêm, cô trong đêm. Buồn như anh trăng rơi trên sông. Cùng sóng nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phu sa. Nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ. Anh vừa tâm vừa có đi, hãy lấy cái đó, lấy cái đó. Tại vì con. Em đâu có muốn đâu. Chưa? Giống như là Châu Liên ngày xưa vậy đó. Sĩ nè. Dương sĩ tao Dương sĩ. Đây cái mặt mình nè. Đây. Cắm vô. Dương sĩ ơi, trời ơi. Anh tới đây cưng ơi. Ê, tao muốn nè anh. Rồi, tràn qua luôn. Phải không? Đúng rồi. Muốn. Đây. Rồi, hãy muốn luôn, giữ lại rồi. Hãy muốn liền tay. Ở đây nghỉ xô này đậu lại bên tôi kiểm tra coi. Ủa mình bên thanh tra. Ở đây nghỉ xô này đậu lại bên tôi kiểm tra coi. Ủa mình bên thanh tra. Tôi bên thanh tra đường thủy đây. Trời ơi, giọng hết rồi. Tắp vô.
Rồi. Cho hỏi gia đình mình được bao nhiêu loại rồi ạ? Bốn rồi ạ. Bốn loại rồi. À, một lát nữa phải kiểm tra nếu mà những cái lá mà bị sâu là mình không tính. Tán ở trong mặt. Trời ơi. Người chơi đội tán hot. Thấy ghê chưa? Tấp vô chú. Tấp vô mình kiểm tra chú. Rồi, tới công chuyện này. Cái này của mình ít quá nha, xấu nữa nha. Cái nào? Cái không phải cái này nè. Lục bình. Lục bình á thì muốn thì hái thêm chứ gì dữ vậy. Em nhẹ đem lên cho. Có chừng té. Thật ra là có cách đó ha, ngoại dịnh nha. Mấy cái dòng mình quấn ở đó. Là chỉ cần nó cuốn thôi đúng không? Chứ đâu mình đâu cần cái lá nó xòe đúng không? Không cần xòe, nó quanh quanh đó. Đó, mấy cái non xanh xanh kìa. Ngay trước mặt kìa cao luôn đó. Tính ra mình nhẹ, mình cũng có ưu thế của cái nhẹ chứ hả? Thấy không? Không chìm. Hay thật sự. Rồi. Từ từ nha. Đứng lơ lửng trên mặt sông luôn. Trời ơi, tôi bắt cái gì? Trời ơi, mỗi lần mà đi hái rau là cực dữ vậy ha. Rồi, còn rau muống nữa là xong. Ủa sao cái đoàn này đi về rồi? Sao người ta về? Nhiều kỳ vậy? Đâu con coi? Đẩy lại. Bây giờ còn rau muống nữa. Rau muống thì đi ở 3 cây số nữa. Chị chèo mà 500 km/h đi chị. Chưa có rau muống đâu, mình tập cho mình hái gì hái. Đây nè, vô đây mấy nè, đẩy ghê vô. Coi chừng thấy áo đỏ lấy hái nó chữ nó nha. Nó đi rồi. Rồi, thái hồ. Ủa gia đình này mình chưa xong nữa hả ta? Gần xong rồi. Rồi, về. Đây. Này cũng có một ít quá. Cái chỗ này ít quá. Đây, phía trước nè. Ok. Ông quên, trời đất ơi, lỡ cười với khách không mà mình quên hả? Đủ rồi. Rồi, về thôi. Quay đầu lại. Trời ơi, sao? Ủa, mình quay đầu lại là mình chỉ cần quay cái đầu của mình lại thôi. Vậy mà nãy giờ em cứ nghĩ rằng là phải quay cái đầu y như mình đi xe máy á. Trời ơi, nó mình ngu dữ rồi trời. Đúng không? Mình chỉ cần ngồi đổi chiều lên là được rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Quay ra làm chi vậy? À, phải lấy cái mũi bên đây nó sẽ dễ chèo hơn. Anh ơi, hình như bên kia có bồn bồn kìa anh ơi. Đi qua bồn đi. Dạ. Tự nhiên cái mình chạy thuyền gì cái mình muốn hát quá à ngoại ơi. Hát đi. Nhân ai đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng, trắng quá sôi dòng Cửu Long Giang. Không, về. Về.
Quẹo đây, quẹo đây, quẹo đây. Trời ơi, con gì? Hát xong rắc đi lạc luôn. Mà cái khúc này hát không ai quay ngoài cái Google hết trơn á, coi đơn điệu không? Không có những góc máy MV luôn. Trước mặt kìa. Dạ đó, con góc này sao làm MV được? Cho ta thêm yêu bầy chim sao. Chim sao ơi, chim sao ơi. Số lòng. Bay bay bay, số lòng là phải bay lên. Còn đâu đây chuyện có mưa phi mà đỡ chung tàu rụt sông bài xa. Nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều. Bây giờ chiều rồi. Chiều rồi, năm đoạn đeo trí chiều. Dậu chạy qua bao mùa mưa nắng. Qua bao cuộc bể dâu. Mấy dân cho đời bài tình ca. Đừng ngỡ phương Nam. Đó, tới bến luôn. Hát hay quá, mình hát hay vậy mình thua đó. Trời ơi, chúng tôi làm hẳn một cái MV sông nước. Người ta kia đi hái rau mà không hái rau đâu, lo quay MV. Để đúng rồi. Thôi mình tranh thủ mình lên nè. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa? Gì vậy? Ôi, 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 ôi. Làm tầm bậy tầm bạ. Trời ơi, bị té. Camera ghi lại tất cả những người mới vừa rớt xuống. Trời ơi, chơi chơi lấy dưới hán lấy lên vậy. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đội về trước, đó là đội của anh Hưng và chị Cano. Thì mình có bốn món, đầu tiên là rau dừa. Có rau dừa. Có rau dừa. Tươi rồi rối hợp lý. Dương sĩ. Đọt dương sĩ. Đọt nha. Đọt không luôn nha. Đúng rồi, đọt dương sĩ là đúng rồi nè. Đọt nè. Lục bình. Nó lục bình. Lục bình nè, cái non, cái đọt ở dưới nè. Được không? Rồi không biết là lục bình mấy cục sình có ăn được không? Nó chưa rửa mà trời. À rồi rồi được. Rồi. Rồi. Rau muống nè. Rau muống. Rau muống thì hơi sâu nha. Cái trái kia là cái gì vậy? Từ từ để giải quyết. Thôi khỏi khỏi kiểm đi. Bên đây cho heo ăn. Khỏi. Tôi tự mua cho nó kiểm ghê lắm. Rồi, đọt dương sĩ thì cũng lá không hả? Cái này lá dương sĩ nha. Rau muống thì cùng chất lượng với bên đây. Rau dừa nè. Nhưng mà được cái bên đây nhìn nó ngon. Bây giờ bà bơ ra không? Tôi bứt cái đầu bà ra luôn rồi. Rồi, nha nóng. Rồi mình về đổi mình nữa. Sai đề kìa. Rồi, cái này vô thì xin giờ nè. Cái giờ là trái giác nấu canh chua. Cái này á là đội của anh Hưng và chị Cano rất là có lòng tốt, đặc biệt là muốn cái món ngon của mình nó ngon hơn, đúng không? Đúng anh rồi. Nhưng lạc đề, cho nên đội chiến thắng là đội anh Vũ Hà và anh Quỳnh Tám. Ô phải rồi, phải rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Rồi luật chơi nào cũng có người làm chủ, và người làm chủ là ai? Là tôi. Ai là tôi? Đây thằng Hoàng coi. Về trước bữa nay, bữa nay bà chủ tiệm vàng nè. Đủ các món mà về trước, tại sao thì thua? Mình dư có nghĩa là có những thứ mình không có cần tới mà mình lấy thêm thì có sao? Không có được, dư. Chú đầu xong nói vậy đi. Ta đầu nói vậy sao giờ trời. Mẹ đi học đó, đây mày đi học á, kêu mày làm có 5 câu à, xong cái tự nhiên mày làm kêu biết xấu rồi sao? Trời ơi, bên đây á là làm MV nghe hát bài đó được Phương Nam. Hay không? Lạc đề á, vậy mới thua đó. Lạc đề, đội chiến thắng là đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Lạc đề, đội chiến thắng là đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Cái gì vậy má? Gì vậy? Cái gì vậy má? Gì vậy? Không, chương trình không yêu cầu em đi. Ý là mình tạo một cái không khí thôi. Nó dư hơn cái đó là người ta. Đội anh Đàm Vĩnh Hưng chiến thắng. Ý là nè, trong quá trình đi về mình thấy đơn điệu quá, mình muốn tạo cái không khí cho chương trình vui hơn là mình góp vui một bài hát rằng là đất Phương Nam. Chương trình không cả rồi, đủ vui rồi. Nhưng mà cái dù này mới là đúng đề nè, còn cái này là sai đề, còn cái hát liên quan. Nhưng mà mình ở đây sai ít, còn bên đây sai một cái MV, sai tốn thời lượng, tốn băng đĩa, tốn bộ nhớ của chương trình. Không có em. Chương trình đã có Thu nè, có Quỳnh Lập nè, có Cano là quá vui rồi, không cần có MV. Không, anh thấy không có vui, sáng vậy em không có vui. Không có vui là cái tâm của mình nó không có tịnh. Đúng không? Rồi thôi, nói chung chốt là vấn đề đội chiến thắng là đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nếu mà nãy không có MV là mình thắng rồi.